Tại buổi tiếp xúc, tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố, đơn vị huyện Hòa Vang đã thông tin về tình hình phát triển kinh tế xã hội chung của thành phố, dự kiến nội dung chương trình tại kỳ họp cuối năm, kết quả giải quyết các kiến nghị của cử tri trong các kỳ họp trước. Qua nghe báo cáo, các cử tri bày tỏ phấn khởi trước những kết quả thành phố đạt được trong thời gian qua và tin tưởng với sự quyết tâm, nỗ lực của cả hệ thống chính trị, kinh tế thành phố sẽ tiếp tục khởi sắc, phát triển mạnh mẽ trong thời gian đến. Tại buổi tiếp xúc, cử tri xã Hòa Khương kiến nghị nhiều nội dung liên quan đến tình trạng mất an toàn giao thông tại một số tuyến đường trọng điểm, hệ thống điện chiếu sáng tại một số khu vực đã hư hỏng xuống cấp do ảnh hưởng của mưa bão. Cử tri cũng đề nghị các cơ quan chức năng quan tâm giải quyết các hồ sơ liên quan đến quyền sử dụng đất của một số hộ dân đã kéo dài nhiều năm. Các cơ quan ban ngành quan tâm hơn nữa việc giải quyết dứt điểm sớm việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho gần 30 hộ dân tại khu vực Đồng Nghệ, xã Hòa Khương. Thì về vấn đề này, người dân suốt hơn 30 năm người dân đã gửi đơn đến các cơ quan chức năng của thành phố cũng như kiến nghị các buổi tiếp xúc cử tri. Tuy nhiên cho đến nay thì vẫn chưa được triển khai. Người mong muốn và kiến nghị của người dân là thành phố tiếp tục quan tâm nhiều hơn nữa để giải quyết dứt điểm để cho người dân sớm một đời sống. Cử tri xã Hòa Khương cũng bày tỏ lo ngại về tình trạng thiếu thuốc, vật tư tại các cơ sở y tế vẫn còn tiếp diễn. Vẫn còn tình trạng là bệnh viện thiếu thuốc và vật tư y tế nên bệnh nhân phải ra ngoài mua, mà những danh mục đó trước đây là bảo hiểm y tế chi trả, nên là đề nghị càng tiếp tục quan tâm đến bệnh nhân để hưởng được cái quyền lợi bảo hiểm tốt nhất. Tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố huyện Hòa Vang ghi nhận và tiếp thu các ý kiến phản ánh của cử tri, đồng thời đề nghị các ngành chức năng của thành phố và huyện giải trình một số kiến nghị thuộc thẩm quyền. Những kiến nghị còn lại sẽ được Tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố tổng hợp và chuyển đến các cơ quan chức năng liên quan xem xét trả lời cử tri.